Khi số ca mắc ngày càng tăng thì nhu cầu về điều trị cũng như là y tế nói chung sẽ khó có thể đáp ứng được. Thực tế thì chúng ta thấy nhiều sản phẩm thiết bị hỗ trợ phòng ngừa Covid-19 đã cháy hàng. Còn việc tham khảo ý kiến của bác sĩ thì cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Tại Hà Nội, đại diện một số trung tâm y tế, bệnh viện tầng 2, tầng 3 trên địa bàn Hà Nội đã đưa ra câu trả lời về vấn đề F0 trở nặng có thể liên hệ tới đơn vị nào nếu không gọi được cho trạm y tế hay là cấp cứu 115. Một một theo đại diện Trung tâm Y tế quận Hà Đông, thông thường người mắc COVID-19 khi khai báo với các trạm y tế sẽ được hướng dẫn khai báo trên phần mềm quản lý F0 điều trị tại nhà. F0 cập nhật thông tin sức khỏe trên phần mềm 2 ngày một lần để trạm y tế nắm thông tin. Trường hợp F0 chưa khai báo với trạm y tế, nếu không may trở nặng nhưng vẫn không thể liên hệ y tế địa phương, bệnh nhân có thể tới thẳng các bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu. Như vậy, việc tổ chức cấp cứu bệnh nhân do quận chủ động thực hiện không phụ thuộc vào cấp cứu 115. Ngoài ra mỗi nhân viên trạm y tế sẽ phụ trách một tổ dân phố. Tại mỗi tổ dân phố lại có một tổ chăm sóc người nhiễm tại nhà gồm 5 đến 7 người, mỗi người phụ trách một cụm dân cư và sẽ kết nối với F0 thuộc khu vực của mình. Như vậy khi phát hiện nhiễm COVID-19, người dân cần báo ngay cho thành viên tổ chăm sóc người nhiễm tại nhà phụ trách cụm dân cư của mình, hàng ngày trao đổi thông tin với họ. Nếu F0 nào diễn biến bất thường, người phụ trách sẽ nắm được ngay và báo cho nhân viên trạm y tế phụ trách nhân viên này có nhiệm vụ đánh giá bước đầu để thông tin tới trạm y tế trạm cấp cứu từ đó xử trí kịp thời